ở ngoài sàn thì có hai thiếu nữ rất là trẻ, cũng rất là trẻ các bạn nhá. Cũng chưa lập gia đình đấy, chọn hai thiếu nữ về gõ gọi cái máng, thành gọi tôi gọi cái máng, máng đập lúa ngày trước ấy, rồi có người tay nùng ấy đấy. Dạ anh Linh, và cái lễ cấp sắc mình diễn ra 9 ngày liền phải không ạ? 9 ngày 9 đêm liên tục. Tức là công tác chuẩn bị là mất 5 ngày rồi. Hôm nay là ngày mùng 4 rồi. Công tác chuẩn bị là từ hôm 28 rồi và đến ngày mùng 7 này mới xong phải không ạ? Đây là hình ảnh các cô, các chị, hàng xóm đến chung vui cùng gia đình. Đó, các cô cười tươi lên, quay một chút làm tư liệu thôi. Hai bé xinh đê. Đó, quay được một cảnh như này được rồi. Bé học lớp mấy rồi? Bé học lớp mấy rồi? Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại nhà anh Linh, có địa chỉ tại xóm 5 Cạp, xã Cai Bộ, Quảng Hòa, Cao Bằng. Hôm nay nhà anh Linh có tổ chức cái buổi lễ gọi là lễ cấp sắc các bạn ạ. Cái lễ tổ sắc rất là lớn. Lễ này diễn ra 9 ngày 9 đêm liền các bạn ạ, 9 ngày đêm. Đó. Thì mà thành đây có một tiết mục gọi là tiết mục gõ cái máng, gọi là máng này, thực ra đây cái máng gọi là tạm thời là cái máng, máng này dùng để đập mà những cái cây lúa gạo vào đây ấy. Đó. Ở đây có hai thiếu nữ còn rất là trẻ các bạn nhé, đang tập, hiện tại chưa phải là tiết mục chính thức mà là đang tập thôi. Đó, hai thiếu nữ còn rất là trẻ nhé. Để chọn ra những thiếu nữ phụ trách cái công việc này ấy thì đó là một công việc khá là khó khăn các bạn ạ, vì chọn hai thiếu nữ gọi là thiếu nữ chính tiết còn rất là trẻ đó, chính tiết trong trắng đấy, đến gõ cái máng này đấy. Đấy, hai bạn tập đi. Đấy, tập đi. Đó, rất là thú vị. Hơi tối một chút, chưa thấy mặt. Đó, tí quay mặt sau các bạn ạ. Cứ quay các em làm ạ. Theo thầy được biết, hai bạn phải gõ. Cứ bên trong nhà có trống là ở ngoài này phải gõ. Đó, gõ đều và... cái chương trình buổi lễ hôm nay là ngày thứ 5 rồi, còn 4 ngày nữa cơ. 4 ngày sau này là 4 ngày chính, 4 ngày tới đây là 4 ngày chính. Còn 5 ngày trước đấy là 5 ngày công tác chuẩn bị thôi. Tất cả 9 ngày mà. Đó, hai thiếu nữ phải đợi những cái thời điểm mà các thầy ở bên trong nhà đánh trống, đánh chiêng ấy, thì hai thiếu nữ sẽ gõ vào cái máng này các bạn ạ. Tạm thời gọi cái máng. Cái này đập lúa. Đó, đây này các bạn nhá. Đó, cái này hơi dài. Còn cái máng của bên người nùng An ấy thì nó hình vuông. Đó. Đang luyện tập thôi, khá là thú vị. Gõ đi, 1, 2, 3, gõ đi. Đó, đều. À, đấy. Nghệ thuật cả đấy các bạn ạ. Đó. Đấy. Nhanh đều và đúng nhịp độ. Các bạn phải đổi bên vào trong này để mình quay bên này một lúc về. Được. Có bắt đầu. Các bạn ạ, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại xóm này là xóm 5 Cáp ạ. 5 Cáp, xã Cai Bộ có nhỉ? Quảng Hòa, Cao Bằng đó. Thì Thành đang có mặt tại một cái buổi lễ cấp sắc. Đó, gia đình anh Linh nhỉ.
mà cái lễ, dạ anh Linh, và cái lễ cấp sắc mình diễn ra 9 ngày liền phải không ạ? 9 ngày 9 đêm liên tục. Tức là công tác chuẩn bị là mất 5 ngày rồi. Hôm nay là ngày mùng 4 rồi. Công tác chuẩn bị là từ hôm 28 rồi và đến ngày mùng 7 này mới xong phải không ạ? Đấy thì hôm nay gọi là ngày dạ. Hôm nay là ngày đầu tiên. Và hôm nay là ngày chính thức. Công tác chuẩn bị là 5 ngày và những ngày diễn ra tổ chức cái lễ là ngày chính thức là 4 ngày nhỉ? Chính thức là 4 ngày. Dạ vâng. Thì trong cái tổ chức dịp lễ này ấy có cho thấy có tiết mục rất là thú vị. Cụ thể là cái tiết mục mà gõ cái lõng à. Cái lõng nhà tiếng Tây gọi là cái lõng, cháu tập thể gọi là cái máng. Đấy, cái máng đập lúa vào đấy nhỉ. Đấy, ngay trước mặt đây này. Đó thì cái công tác mà mình tuyển chọn các thiếu nữ về gõ cái máng này thì phải tìm những thiếu nữ mà chưa chồng phải không ạ? Rất là trẻ. Đấy, chưa chồng phải không ạ? Và cái công tác tiếp theo là cái như các thanh niên về thắp hương ấy cũng tương tự như thế phải không ạ? Hai thanh niên rất là trẻ, chưa lập gia đình, chưa lấy vợ. Đó. Đấy. Thì những cái công đoạn mà mình đập cái máng này là mình làm, mình gõ cái khi nào nhỉ, cái thời điểm nào nhỉ cô nhỉ? Thời điểm các ông thầy mo làm thì cũng làm theo. Vâng, các ông thầy mo trong nhà ấy thì làm. Gõ là mình cứ gõ theo nhịp phải không ạ? Vâng, gõ theo nhịp. Vâng, làm cả ngày cả đêm, mà nếu mà thầy mo gõ thì mình ở ngoài bắt buộc phải trực để mà gõ theo hết ạ. Vâng, khi nào thầy mo dừng thì mới dừng. À, ồ, thì vất vả đấy nhỉ. Đó. Hai thiếu nữ rất là trẻ, rất là xinh. Đó, các cô gái nùng lòi các bạn nhé. Ở đây là nùng lòi các bạn ạ. Cháu là người Nùng An mà. Cháu biết tự do thôi, vâng. Cháu quay... Tự do thế. Dạ. Cháu quay người Nùng An là cháu nhiều rồi. Nhưng mà người Nùng Lòi ấy, thì cháu chưa quay. Đấy. Nên cháu thấy rất là đặc biệt. Vâng. Vừa rồi cháu nhờ hai thiếu nữ gọi là... đập ấy, gõ ấy. Gõ nhẹ nhàng, gõ một chút ấy. Nhưng mà hai thiếu nữ ngại quá. Đó, toàn quay mặt bên trong, cháu không quay được mặt. Đó, đến thời điểm này mới quay được một chút. Bên trong kia, ở đi vào bên trong kia và quay ở đây. Gõ thử nhá. Gõ thử một cái nào. Ngại quá. Hả? À, thế á. Mình đứng lên cao mà xong mình gõ xuống thấp được mà đúng không? Không sẽ chạm đâu mà. À. Tức là bên trong kia gần mình đứng không hợp à, mình thấp quá. Thôi thì mai quay tiếp được, không sao. Mai lại quay tiếp. Đấy. Trước sau chẳng quay được một clip về cách gõ này. Về trực ở đây là liên tục. Rồi mình chờ đợi đã, và rồi cảm ơn cô. Đó, chờ quay một chút clip ngắn đó. Dạ. Quay và hạ ánh sáng xuống hết đi, hạ ánh sáng xuống hết đi cho nó tiết kiệm à, chế độ ánh sáng ấy thì nó tiết kiệm được máy điện thoại của mình nhiều mà. Nhìn thế này nó không đẹp nhưng mà khi nào quay thì nó vẫn đẹp. Các bạn ạ, tại cái buổi lễ hôm nay ấy, thì trước khi tổ chức buổi lễ thì gia đình mới chọn những người để gọi là rót rượu các bạn nhé. Phải chọn những thanh niên ra rót rượu, thanh niên rất là trẻ, chưa lập gia đình. Đó, đây này, như thanh niên này này. Và thanh niên bên trong kia này rất là trẻ, trong mặt rất là trẻ thôi. Nói chung là thanh niên còn rất là trẻ đến rót rượu, chưa lập gia đình thì mới chọn những thanh niên đấy. Đó. Và ở ngoài sàn thì có hai thiếu nữ rất là trẻ, cũng rất là trẻ các bạn nhé. Cũng chưa lập gia đình đấy. Chọn hai thiếu nữ về gõ cái máng, thành gọi tôi gọi cái máng đập lúa ngày trước ấy, rồi có người tay nùng ấy đấy. Đấy, cứ ở đây có tiếng trống lên và bên ngoài sân này gõ tiếng máng đó. Hai thiếu nữ gõ đều cùng nhịp với các thầy ở đây đấy, hòa đồng nhịp điệu vào nhau đó. Đấy, để tiết mục tiếp tục bắt đầu này. Ừ.
cho người quay tiếp cho cảnh đẹp hơn. Cái tự nhiên này chạm tí không sao đâu. Thì sang góc bên kia đâu. Thái sáng nhìn từng đen trái chiều trái trà sao trong đời sáng đến hoàn hành trình cao tàu nhằm vận qua phán chiên phèn phế ngàn đồng hình chờ xe tôn kỳ vào tai kỳ gan trao rộng văn kỳ ra khao trái kỳ vào ngàn hàng thảo sáng trình trái lỡ cũng tăng sơ chỉ à chỉ sao cơ à thêm hòa chế trái dẫn à chỉ sẽ cú chính khi rơ và chỉ thân trên là của thơ tài quán là cao kinh dâu của thơ dình sinh khi là chỉ ra và văn là thơ khi cháu khi sân thề chỉ qua quán là và chế cháu chẳng phù hà của cùng dân là chỉ là chẳng là chỉ kim kệ ta ra chính thân bằng sân khi ta lộ tung nam nơ kỳ cao chân là đầy chính khu gá đoạn đường vì khi chẳng lơ hàm của mình đến thiên nhà chỉ kinh chỉ thiên thầy thì chỉ đến to phù đề hành kinh thêm kinh thêm thì ta đạo đến thiên làm to phù liên thiên thầy thủ vàng đến thiên tung thi chung thân tàu đến kề thân nhà thân còn ta thì u lơ sơ thì ở cụ tên là lưu văn tí răn tài và cái đình kiến tư dị và tình kiến tình cung tên là bình kế ta nhiệt văn hồ châu trang kế hồ hà tính ngã trên cầu vi sân trang hướng hạng của tình ngã